chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Lột xác Honda Way, quát cái dàn phuộc thì đỉ trên 10 triệu đồng. Dù có tuổi đời tương đối lâu, Honda Way 110 đời đầu vẫn được thường xuyên dân chơi việc độ lại, đặc biệt là theo một cách độ kiển. Và để chiếc xe của mình không bị lạc hậu với những người anh em hiện nay, chủ nhân em nó đã phục dựng lại một tổng thể, thay thế một số món đồ chơi hàng tuyển. Khoác cho mình bộ áo xanh con két vô cùng tươi, nổi bật, di chuyển giữa phố hoặc đi kế bên bạn bè. Góc ảnh này thấy được các bạn, chiếc xe gần như đã được phục dựng lại rất nhiều chi tiết ở bên trong máy lẫn bên ngoài. Thay đổi nhẹ nhàng, ổ khóa 8 cạnh tăng thêm cái tính an toàn hơn rất nhiều, tránh được cái phần nào tình trạng bẻ khóa. Trang bị nhẹ cái rổ trước 10 ly inox, phong trào lắp rổ này đang được rất nhiều em chơi quay ưa chuộng. Cục máy được phục dựng lại rất nhiều khiến em nó trở nên y như mới đập hùng. Sử dụng chi tăng áp ECK đỏ đã bật rõ nét trong có ảnh. Chèn chân ấn định sử dụng cái niềng nhôm Excel để tạo cái sự phá cách cho xe. Nhờ vào chất liệu nhôm của cái niềng nên xe được giảm trọng lượng đáng kể, giúp cho xe nhẹ nhàng lướt đi nhưng vẫn đảm bảo cái độ cứng cáp mà một chèn chân cần có. Sản phẩm này có mức giá vô cùng cao, hiện tại nó có hàng copy 1:1. Anh em nhớ cẩn thận nhé. Sử dụng cái cần đạp máy Tesla, một hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, với hàng loạt phụ tùng xe máy cùng với những cái cổ máy đầy quy lực, thương hiệu này đã được rất nhiều em mê tốc độ là biết đến. Không quên nhắc về cặp phục Collin ở phía sau, đây là một cái điểm nhấn nổi bật của con chiến mã, rất là đẹp. Sản phẩm xuất xứ đến Thụy Điển, được rất nhiều anh em chơi xe là tin tưởng. Xe có tổng chiều cao là 330mm nên có thể dùng được cho rim và phu chờ. Phía sau còn cả một gia tài khác nữa, chiếc xe cũng trong giới chơi xe Sài Gòn. Quay 110, độ quá cháy với rất nhiều món đồ chơi hàng hiệu nâng cấp. Cái chiếc Quay 110 với rất nhiều món đồ chơi trang bị hiện đại, hàng tộc, tăng thêm độ thẩm mỹ cũng như giá trị cái chiếc quay lên cấp bộ phần. Tuy đã không còn được sản xuất với rất nhiều người thì mẫu xe Quay 110 này vẫn trở thành một huyền thoại và càng trở nên sinh động hơn khi được trang bị rất nhiều món đồ chơi danh tiếng, làm cho cái chú ngựa mái này thêm phần kinh hãi. Em nó được độ lại cụm thắng tay còn của Rainbow được lãm, trang bị chỉ dầu Rainbow 2 bít xứng, cái đĩa gaffer, cái lòng đĩa được CNC tinh xảo, dây dầu ép. Góc này thấy được cái chiếc quay 110 đã có thêm cái trục matrix với những tính năng là nguy hiểm, nghi ngờ xe đã dọn nội công. Càng kinh dị hơn khi nhìn phần sau của chiếc quay đậu, chế phục Collin, ống ánh chất sắc vàng, thương hiệu của châu Âu, các chân nhôm, đi nhôm Excel, ngựa sắt quá bén phải không chơi. Cảm ơn bạn dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.